tôi thì cũng chưa xem video và cũng có thể nói là cho bây giờ thì cũng chưa phân tích được cái tình huống các cái tình huống, nhưng mà có lẽ là các cầu thủ họ bị áp lực ở sân nhà và họ muốn thắng. Có thể nói là một số có cầu thủ đã rơi vị trí của mình. Tôi tất nhiên là không có cái cầu thủ nào có thể hoàn thiện cả, không có cầu thủ nào có thể nó hoàn thiện cả, và tôi nghĩ rằng là tất cả cầu thủ chúng ta sẽ tiếp tục là hoàn thiện, bổ sung cho hoàn thiện.